hiện nay Đà Nẵng đang bước vào cao điểm nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, trực chốt cách ly, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, thì công tác phòng cháy chữa cháy cũng được lực lượng công an thành phố Đà Nẵng quan tâm chú trọng. Nhờ làm tốt việc tuyên truyền an toàn cháy nổ, tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, đến nay Đà Nẵng chưa ghi nhận vụ cháy lớn nào gây thiệt hại về người và tài sản. Thanh Khê là địa bàn có nhiều khu dân cư, nhà dân nằm trong kiệt, hẻm nhỏ. Thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Nếu như xảy ra cháy tại các khu dân cư này, lực lượng chữa cháy sẽ khó lòng tiếp cứu. Ý thức được điều này, Công an quận Thanh Khê thường xuyên đẩy mạnh thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là vào mùa nắng nóng cao điểm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và xử lý 168 thông tin báo cháy. Các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại nhà dân, nguyên nhân phần lớn do sự cố về hệ thống điện. Chính vì vậy, bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong mùa nắng nóng, thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng khuyến cáo đối với các cơ quan doanh nghiệp thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cán bộ nhân viên chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy trong việc sản xuất như là kinh doanh. Đề nghị thì các hộ gia đình thì đề cao cảnh giác trong việc sử dụng cái nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị tiêu thụ điện. Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy, trong đó có nhiều vụ gây thiệt hại rất lớn về tính mạng và tài sản. Hiện đang bước vào mùa cao điểm nắng nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy. Khi xảy ra cháy, phải báo cháy nhanh nhất cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số máy 114.